Kính thưa quý vị và các bạn, trồng hoa và cây kiểng là nghề gắn bó lâu đời với nhiều người dân ở miền Tây Nam Bộ. Có làng hoa hình thành và phát triển đến nay đã hơn 100 năm. Dù lắm nỗi nhọc nhằn, nhưng bà con trồng hoa cây kiểng vẫn thủy chung với mong muốn mang lại cái đẹp cho đời, sự phồn thịnh cho con người và xứ sở. Khi những làn gió xuân mang mát khắp đất trời, cũng là lúc những làng hoa trên khắp cả nước cũng bắt đầu đua sắc khoe xuân. Đây là thời điểm bận rộn nhất của những nông dân trồng hoa, khi cả năm chăm bón, chỉ chờ ngày thu hái, mong mùa hoa thắng lợi. Không nổi tiếng như các làng hoa ở Đồng Tháp, Bến Tre hay Cần Thơ, âm thầm, lặng lẽ. Cứ mỗi độ xuân về là ngày truyền thống trồng hoa Tết ở Trà Vinh, hơn nửa thế kỷ qua vẫn đều đặn cung cấp ra thị trường hàng trăm nghìn chậu hoa, góp thêm sắc màu tươi thắm, làm đẹp cho từng căn nhà, góc phố trong ngày Tết truyền thống của dân tộc. Theo đó, đời sống các hộ trồng hoa nơi đây cũng khá hơn qua từng mùa xuân. Hiện giờ thì cái làng hoa của Long Đức, Trà Vinh này thì cũng đang phát triển mạnh vấn đề cây hoa của để phục vụ cho Tết Nguyên Đán và những cái ngày thường. Người nông dân nơi đây có những đức tính truyền thống của nghề trồng hoa như cần cù, chịu khó, sáng tạo, cộng với sự mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên làng hoa truyền thống ở xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đã cho ra đời những sản phẩm hoa đẹp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Các sản phẩm hoa cây cảnh của làng nghề được thương lái ở khắp nơi tìm về tận nơi mua. Không chỉ tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh mà còn được xuất đi các tỉnh lân cận ở miền Tây Nam Bộ. Hiện nay do làng hoa gần khu công nghiệp Long Đức, một số hộ chuyên trồng hoa đã chuyển đổi nghề sang làm dịch vụ. Diện tích đất chuyên trồng hoa dần biến thành nhà trọ, hàng quán. Để duy trì và phát triển làng nghề, các nghệ nhân nơi đây mở rộng diện tích bằng cách chuyển sang thuê đất, mua đất ở ấp lân cận để trồng. Nhiều hộ ở ấp Sa Bình, Công Thiện Hùng cũng chuyển đất lúa sang trồng hoa, gia nhập làng nghề trồng hoa truyền thống. Anh Thạch Kim Moni là một điển hình cụ thể. Trước kia gia đình anh chỉ chuyên trồng lúa, nhưng do đất bị phèn, mặn nên năng suất lúa không cao. Trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương vận động khuyến khích chuyển đổi cây trồng. Anh thử chuyển gần 2.000 m2 đất sang trồng màu. Cùng với đó, năm 2017, anh đi học hỏi kinh nghiệm và thử trồng 600 giỏ hoa cúc, vừa bán vừa tặng người thân quen. Thấy hiệu quả thiết thực, vụ hoa Tết năm nay anh trồng hơn 1.000 giỏ. Theo thời giá hiện tại, ước tính lợi nhuận hơn 30 triệu đồng. Nếu so các hộ chuyên trồng hoa Tết, thu nhập của anh không nhiều, nhưng với riêng gia đình anh Thạch Kim Moni cũng là số tiền khá lớn để vui ngày Tết Nguyên Đán. Theo kinh nghiệm của tôi thì hiệu quả kinh tế so với trồng hoa thì nó cao hơn lúa. Lợi nhuận như thế này thì những năm tiếp theo thì tôi sẽ mở rộng và đi học hỏi để tìm thêm những giống hoa mới để có nó hiệu quả kinh tế nó cao hơn, giúp cho đời sống gia đình nó ổn định kinh tế. Cùng với nhiều loại hoa cây cảnh khác, trong dịp Tết, hoa giấy cũng được rất nhiều người chọn mua về trưng bởi màu sắc rực rỡ, bắt mắt. Theo các nghệ nhân trồng hoa kiểng lâu năm, nghề trồng hoa giấy đã có từ hơn 60 năm. Nông dân tích lũy được nhiều kinh nghiệm, phương pháp chăm sóc truyền thống để đạt hiệu quả cao mà nhiều địa phương khác chưa đạt được. Hiện nay, từ giống hoa giấy thuần đã cho ra loại hoa giấy nhiều màu sắc rực rỡ trên cùng một cây. Nhờ cái ghép thành công giống hoa này mà nhiều hộ trồng hoa ở hợp tác xã Hoa Kiểng Thanh Bình, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cũng làm ăn ngày càng phát đạt. Những năm trước thì đa phần bông giấy Trà Vinh thì tiêu thụ ở các tỉnh bạn lân cận, chẳng hạn như là Bến Tre, Đồng Tháp, và xa hơn nữa thì thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Nhưng năm nay thì nó đã vươn ra cả nước.
Hiện nay, hợp tác xã có 72 thành viên. Nhiệm vụ chủ yếu là hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn chia sẻ kỹ thuật trong nghề trồng hoa kiển, đồng thời cung ứng cho xã viên những cây giống đã qua chọn lọc, có chất lượng cao. Nằm ven đô thị trẻ sôi động, làng hoa Phó Thọ Bà Bộ tọa lạc tại phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cách trung tâm Ninh Kiều chừng 15 phút đi xe. Theo những bậc cao niên nơi đây, ít ai biết được rằng Phó Thọ là một trong những làng hoa có lịch sử hình thành lâu đời nhất ở miền Tây. Trải qua một hành trình dài cùng những thăng trầm, ở thời điểm hiện tại, làng hoa đã có khoảng 217 hộ trồng hoa trên tổng diện tích đất gần 47 hectare. Với tuổi đời gần 100 năm, làng hoa Bà Bộ ngày nay hiển hiện với sắc màu tươi tắn, trở thành một nét đẹp đặc trưng của mảnh đất Cần Thơ. Vào những ngày đầu mới hình thành, hoa ở Phó Thọ Bà Bộ chủ yếu là những giống quen thuộc như vạn thọ, cúc, cúc mâm xôi. Đây là những giống hoa rất được người dân miền Tây ưa thích mua về, bày biện trong những ngày đầu năm mới. Về sau, để đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, những chủ vườn trồng hoa ở Bà Bộ đã mạnh dạn đầu tư nhập về những giống mới cho hoa đẹp, lạ mắt, nhiều và có màu sắc rực rỡ hơn. Có thể kể đến một số loại như thược dược, hướng dương, cúc đồng tiền, hoa ly, cẩm chướng. Nhờ vậy, đời sống thu nhập của bà con nơi đây cũng cải thiện hơn, nhiều hộ gia đình vươn lên khá giả. Ngày thường á, thì trồng thọ thì bỏ các xốp bông của các tỉnh. Rồi còn đối với dịp Tết ấy, thì thương lái người ta đến, người ta đặt hàng. Thì thường là Sóc Trăng, đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang. Rồi hai năm nay gần đây thì đi cả Phú Quốc. Khác với những làng hoa nổi tiếng khác có thu phí, đến làng hoa Phó Thọ Bà Bộ, du khách chỉ cần xin phép chủ vườn, được sự đồng ý là có thể thoải mái tự do tham quan vườn hoa. Du lịch Cần Thơ đến thăm làng hoa kiển Phó Thọ Bà Bộ, du khách không chỉ đơn giản có những khoảnh khắc tuyệt vời để thưởng hoa ngắm cảnh, mà còn được dịp tìm hiểu về nghề trồng hoa. Để có được những chậu hoa đẹp mang ra chợ, người trồng đã phải tốn bao mồ hôi công sức và trải qua một quá trình lao động nghiêm túc. Mỗi loại hoa đều có tính ý khác nhau. Người trồng phải biết để chăm sóc, nâng niu và nắm bắt được diễn biến của thời tiết để chăm sóc hoa cho phù hợp. Làng hoa Thọ này đối với người dân Cần Thơ là một niềm tự hào. Cứ mỗi mùa xuân đến là các cô và người dân tập trung lại đây, nhìn thấy những bông hoa thì thấy mùa xuân đã đến. Ở đây nó chuẩn lại cũng rất là nhiều, những gia đình thường đến đây rồi mình sẽ mua về để mình trưng trong những ngày Tết. Và nói chung là cô là người dân Cần Thơ thì rất là mến nơi này và rất tự hào về có một làng hoa như vậy. Theo nhiều bậc cao niên tại các làng hoa, từ lúc hình thành cho đến nay, nhiều gia đình có đến 4 năm thế hệ gắn bó với nghề. Như nhiều nghề khác, với nghề trồng hoa, cây kiển, nhất là sản xuất vụ Tết, có những vụ thắng đậm, cũng có khi thất bát như 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Để sang một bên những thăng trầm của thị trường, niềm vui của người trồng hoa luôn trọn vẹn khi trao cho khách hàng những chậu hoa đẹp mà mình đã vất vả chăm bồi. Quý vị và các bạn, với tốc độ đô thị hóa như hiện nay, diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc gìn giữ và phát huy các làng nghề truyền thống, đặc biệt là nghề trồng hoa ở miền Tây. Vậy làm thế nào để tiếp nối và trao truyền các thế hệ mai sau để gìn giữ bản sắc văn hóa từ nghề truyền thống? Chúng tôi đã có buổi trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa Nhâm Hùng. Chào MC Ngọc Hân, chào khán giả truyền hình Nhân dân. Thưa ông, rất vui được mời ông tham dự chương trình Miền Tây hôm nay. Với góc độ từ một nhà nghiên cứu văn hóa thì ông có thể chia sẻ về phong tục trưng hoa kiển ngày Tết ở Nam Bộ được không ạ? Nói tới hoa kiển thì đây là một cái sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với cái đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ.
Và cái tục mà chưng hoa, chưng kiển là nó đã có từ cái thời Khẩn Hoang. Tức là khi bà con mình vào đây sinh sống rồi phát triển kinh tế thì cái đời sống văn hóa nó cũng từ đó mà nó phát sinh. Nên bây giờ chúng ta thấy vào cái nhà Nam Bộ xưa hôm nay cũng vậy, nhất là Nam Bộ. Thì đi vào thì mình thấy dày cái luống cúc là qua 10 giờ hay là qua Vạn Thọ. Thì nó biểu trưng cho một cái, nó góp phần cho cái vẻ đẹp của cái khuôn viên. Nhưng mà đồng thời cũng nói lên một cái mong muốn là sinh tồn trường thọ. Nhất là không thể thiếu được cái hình ảnh của cây mai vàng rực rỡ. Đấy, cái mai vàng không chỉ nó cái vẻ đẹp của kiển, tức là vẻ đẹp của mạnh mẽ, sự mạnh mẽ, biểu trưng cho cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà đồng thời nó cũng nói lên cái khát vọng của cái người dân Nam Bộ là mong muốn những cái điều may mắn được tới và trong cái năm mới. Đó, thì như vậy ở ngoài sân, trong nhà thì phải có sắc hoa, phải có gián kiển. Thì đấy là một cái tục lệ rất lâu đời của người dân Nam Bộ. Có thể thấy từ những phong tục đó đã tiếp lửa cho các thế hệ gìn giữ và phát triển làng nghề trồng hoa đến ngày hôm nay như thế nào ạ? Vì có cái phong tục tập quán là chưng hoa, chưng kiển. Nó không chỉ căn nhà đâu mà tất cả những cái cơ sở thờ tự, đình, chùa, miếu hoặc là những cái lễ thức gia đình thì cũng đều có sử dụng hoa kiển. Chính vì vậy đó là một cái nhu cầu của đời sống văn hóa. Mà nhu cầu này thì nó phải có thường trực, nó phải có được tồn tại. Nhưng mà dần dần thì cái quá trình đô thị hóa đã làm cho nhiều cái làng hoa bị mất tích, nhường cho cái đô thị mới. Thế như vậy thì vấn đề là bây giờ làm thế nào để bảo tồn, để giữ gìn cái làng hoa, giữ gìn nghề trồng hoa, những cái nghệ nhân chăm sóc kiển. Thưa ông, để phát huy hiệu quả hơn nữa những giá trị văn hóa của làng nghề thì các cấp ngành và địa phương cần phải có những giải pháp gì ạ? Tôi thấy để mà giữ gìn phát huy cái làng nghề thì nên cần có những cái giải pháp sau đây. Cái thứ nhất là nên có cái quy hoạch làng hoa ở mỗi tỉnh thành. Là cái trong cái quy hoạch làng hoa này có thể chúng ta xen vào những cái quy hoạch cái vườn hoa trong nội thành mà hồi xưa ta kêu là quê viên, hoặc là cái thực hiện cái đường hoa nghệ thuật. Đấy, khi Tết đến xuân về thì làm cho cái thành phố của chúng ta rộn sắc hoa và lại có tiêu thụ cái hoa của người trồng hoa. Đấy, cái giải pháp thứ hai là tôi thấy là nhà nước nên có cái cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho cái người trồng hoa, đồng thời là giúp cho họ có cái lai giống hoặc là thay giống mới. Làm sao hoa nó đổi mới hoài, nó có nhiều sắc hoa, nhiều loại hoa, làm cho cái cuộc sống của chúng ta là mỗi ngày cái nét đẹp của hoa thêm phong phú, thêm đa dạng hơn. Giải pháp đang làm sao phát huy được cái nghề trồng hoa, phát huy được những cái dạng loại hoa, những cái vườn hoa để đưa vào các tour tuyến điểm của du lịch. Bây giờ người ta là cái cuộc sống vật chất đầy đủ rồi, người ta cần có tinh thần mà thưởng ngoạn hoa là một điều hết sức cần thiết. Thì dân gian mình hay nói là dạo cảnh xem hoa. Tôi cho rằng cái giữ gìn cái nghề trồng hoa, giữ gìn cái làng hoa không chỉ về để phát triển kinh tế, để là phát triển du lịch, mà nó còn giữ một cái nét đẹp, một cái bản sắc văn hóa của cái người phương Nam. Xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy tiềm năng phát triển của các làng nghề trồng hoa trăm tuổi, hiện nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mô hình du lịch sinh thái miệt vườn, góp phần phục vụ nhu cầu thưởng hoa của du khách trong và ngoài nước. Đây là điểm sáng nhiều hứa hẹn trên hành trình bảo tồn làng nghề truyền thống của Việt Nam. Mỗi mùa xuân tới, sự cần mẫn trên những luống hoa, ý thức nâng niu từng nụ hoa nhỏ bé của người dân ở làng hoa Nam Bộ cũng là đặt vào đó bao nhiêu ước vọng, niềm tin vào một năm mới nhiều thắng lợi. Đến đây, thời lượng chuyên mục miền Tây hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể xem lại trên website nhân dân tv.vn. Ngọc Hân xin mến chào và hẹn gặp lại.